Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Chúc các bạn có một tuần mới thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần các bạn. Và nói chung là hôm nay là trời cũng rất là đẹp, nắng rất là đẹp luôn. Thì hôm nay mình ngồi đây nhân tiện là ở công ty của mình luôn các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện mà nó rất là nổi trong thời gian qua tại Nhật. Thì hiện tại là khoảng là một tuần vừa qua các bạn, hơn một tuần vừa qua thì ở Nhật có một cái món đồ rất là nổi tiếng và rất là hot hàng luôn các bạn. Không, đó chính là cái này đây các bạn. Đây là cuộn giấy vệ sinh. Và hiện tại là ở Nhật Bản thì cái này nó đang rất là cháy hàng các bạn. Nói chung là nó rất là quý luôn á. Nó rất là quý luôn và có rất là nhiều người tìm mua mà không có luôn các bạn. Nói chung là nó giá trị lắm. Và hiện tại là công ty của mình á, cái này còn rất là nhiều các bạn. Nên là hôm nay mình sẽ lấy một cái cuộn này ra, mình mượn cuộn này ra, mình ngồi đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn câu chuyện về cuộn giấy này. Thì tại sao nó lại nổi tiếng và hot trong thời gian qua thì các bạn cũng biết rồi đó. Hiện tại thì dịch bệnh ở nước Nhật á, thì đứng hàng thứ ba thế giới đúng không? Nói chung là cũng rất là nhiều rồi, rất là nhiều rồi. Và cái này thì nó liên quan gì tới cái dịch bệnh đâu mà tại sao nó lại hot hàng đúng không? Có rất là nhiều siêu thị ở tại nước Nhật này các bạn, quầy và giấy vệ sinh, giấy ăn này không còn một cái nào luôn. Có nhiều người đến tìm mua mà không có luôn các bạn. Nói chung nó rất là cháy hàng. Đó thì tại sao nó lại cháy hàng thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn câu chuyện này. Thì cái câu chuyện này theo mình được tìm hiểu á, mình được biết á, thì có một cái tin đồn nhảm ở trên mạng các bạn. Tin đồn nhảm ở trên mạng là nói là giấy vệ sinh và giấy ăn, nói chung là giấy, tất cả các loại giấy ở Nhật á, là đều nhập khẩu từ Trung Quốc về. Không, và có tin đó là những công ty ở Trung Quốc á, thì chuẩn bị đóng cửa. Nên là người Nhật người ta sợ là nó sẽ đóng cửa và không còn để xài được nữa các bạn. Không sản xuất nữa thì không có giấy để xài. Nên người ta mới bắt đầu là người ta đến những cái siêu thị, người ta săn lùng, người ta mua này rất là nhiều. Có nhiều người mua cả xe về nhà các bạn. Đó thì nhưng mà mình có một thông tin lại đính chính lại nữa là từ nước Nhật thì nói là tất cả các loại giấy ở nước Nhật á, là đều là hàng nội địa chứ không phải là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Nên là nói mọi người cứ yên tâm không, và các công ty vẫn sản xuất hàng ra liên tục nên mọi người đừng có gọi là manh động quá. Nhưng mà không biết làm sao mà đến thời điểm bây giờ vẫn còn rất là hot các bạn. Và bạn bè mình á, thì mình á, thì nói chung là không có lo lắng gì rồi. Nhưng mà bạn bè mình á, ở những tỉnh khác, ở những chỗ khác các bạn, thì đi xếp hàng mua mà cũng kiếm mua mà không có luôn. Không thì mình nói chung là không biết họ sẽ xử lý như thế nào thì cũng hơi tội hơn các bạn. Cũng vất vả lắm ấy. Có nhiều người xếp hàng cả buổi mua được chỉ 4 cuộn thôi, quy định luôn. Có nhiều siêu thị á, bán cái này á, quy định luôn mỗi người chỉ được mua mấy cuộn như vậy thôi. Đó, và hiện tại là ở mình á, thì mình không hề lo lắng gì một chút gì cái điều này. Mình cũng không đi ra siêu thị, mình cũng không đi kiếm, mình cũng không đi mua luôn các bạn. Tại vì ở công ty của mình có rất là nhiều. Nếu mà ở ngoài siêu thị không bán là sao, về công ty của mình mượn gì xài thôi, có gì đâu. Đó, do đó thì đây là một cái gọi là cái sản phẩm mà được thời và lên hương nữa các bạn. Một cái sản phẩm rất là rẻ tiền. Nói chung là nó giống như là nó bình thường, ngày bình thường thì nó không có giá trị gì hết. Nó chỉ là loại giấy đi vệ sinh để này nọ thôi. Nhưng mà từ thời điểm này nó đang là một cái sản phẩm rất là hot hàng. Nó như vậy đó. Mình đã chia sẻ cho bạn xong cái câu chuyện mà tại sao cái cuộn giấy này nó hot hàng này. Đó, giống như ở Nhật đó thì thiên tai, động đất hay này nọ rất là nhiều đúng không? Mà thông thường những cái đó thì mì tôm cháy hàng, những cái thức ăn nhanh sẽ cháy hàng. Nhưng mà hiện tại thì dịch bệnh mà không có liên quan gì cái này mà nó tại cháy hàng do một cái thông tin đồn nhảm. Đó, thế thì ngày hôm nay là nhân tiện ngày đầu tháng thì cũng ngồi đây thì cũng chia sẻ cho các bạn biết luôn hiện tại là cái gì nó đang hot tại Nhật đó. Do đó bạn nào mà ở Việt Nam, ví dụ mình có kinh doanh này á, thì mình cứ chuẩn bị sẵn tinh thần ở nhà, một ngày đó ở Nhật không còn cái này á, thì mình cứ
xuất qua đây. Mà nghe nói thông tin đó thì nghe một số người cũng nói là sao, những công ty chuyển phát nhanh ở Nhật á thì không nhận, ở Việt Nam thì không nhận chuyển đồ ở Nhật nữa rồi. Mình cũng không có biết là chính xác hay không nữa. Nếu các bạn có thông tin chính xác á về những cái gì mà gửi hàng từ Việt Nam qua Nhật có được hay không thì bạn comment bên dưới giúp mình nhá, cho mình biết luôn nha. Ok. Đó thì đây là ngày đầu tuần các bạn. Thì chiều nay anh em Việt Nam của tụi mình thì cũng được tập hợp để họp học an toàn này nọ. Ở công ty của mình thì vẫn diễn ra bình thường, không có bịt cần bịt khẩu trang gì hết. Tại ở đây thì chưa có, không chỉ cái tỉnh mình luôn các bạn, chưa có phát hiện ai bệnh luôn. Và cái vùng của mình thì cũng khá hẻo lánh, rất là an toàn. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe mình chia sẻ. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và một tuần mới gặp thật nhiều may mắn nha. Ok, bây giờ mình đi nghỉ trưa đây. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye.